một loạt động cơ chính hãng của Toàn Phát vừa mới được công ty mình nhập về. Và như các bạn biết thì động cơ quá quen thuộc trong cái việc mà gắn vào các cái máy chăn nuôi để mà giúp cho các bạn sử dụng. Và bây giờ để hiểu rõ hơn thì Bảo Yến sẽ giới thiệu chi tiết về động cơ với công suất là 2.2 kW. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Về cấu tạo của động cơ chính hãng Toàn Phát, vỏ động cơ được đúc nguyên khối bằng hợp kim nhôm. Phía dưới sẽ có một chân kê được thiết kế dày dặn và giảm rung đắc chân trượt trong quá trình vận hành. Bên hông sẽ được thiết kế một cánh quạt tản nhiệt có độ bền bỉ cao và giúp động cơ không bị nóng. Phần đầu nguồn để kết nối trực tiếp dây điện vào. Pulley sẽ được gắn trực tiếp vào cái trục quay này. Và bên trong động cơ sẽ được hoàn toàn được làm bằng lõi đồng 100% chính hãng. Thông số kỹ thuật, máy sử dụng động cơ với công suất là 2.2 kW tương đương 3 HP, tốc độ vòng quay nhanh là 2.900 vòng trên phút, sử dụng nguồn điện một pha 220V. Kèm theo sẽ là một tờ sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành của động cơ. Động cơ sẽ được bảo hành tới 12 tháng và các bạn sẽ được hoàn toàn đổi mới nếu như động cơ có lỗi do nhà sản xuất. Vừa rồi thì Bảo Yến đã giới thiệu chi tiết về động cơ với công suất là 3 HP. Nếu các bạn muốn sở hữu ngay một chiếc động cơ ngay trước mặt Bảo Yến đây thì các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại bên dưới màn hình hoặc truy cập website để được tư vấn cụ thể. Còn bây giờ Bảo Yến xin kết thúc video tại đây. Xin chào.